lợi ích của việc nuôi và đăng bán bất động sản trên VuLand. Ý nghĩa của việc mà mọi người lưu bất động sản lên trên VuLand nha, thứ nhất đấy là hỗ trợ giúp cho nhà đầu tư. Bản thân mọi người hiện tại có thể đang là môi giới, mình đang môi giới nhà đất, nhưng mà có thể là mình sẽ đầu tư một bất động sản nào đó. Thì khi mà mọi người đầu tư, thường mọi người đầu tư như thế nào ạ? Là mọi người sẽ đăng những cái bài trên mạng xã hội, đúng không? Là đang cần tìm mua đất ở khu nào đó, hoặc là liên hệ tới những môi giới ở địa phương là bây giờ anh cần mua đất khu vực này. Thì thông thường là mọi người khi mà mình muốn mua một bất động sản nào đó, mình chỉ tương tác tới các anh em môi giới là thứ nhất. Thứ hai là mình sẽ đăng lên trên những các trang mạng xã hội đó và anh em môi giới gửi đất cho mình. Mình sẽ coi từng lô một, đúng không ạ? Mình sẽ coi từng lô một xong là lô nào đẹp hay lô nào cảm thấy phù hợp với nhu cầu của mình thì mình đi xem. Tuy nhiên là khi mà mọi người làm thủ công như vậy á, mình sẽ không có dữ liệu để mình so sánh nha. Mình sẽ không có dữ liệu để mình so sánh giá với nhau. Mọi người đăng sản phẩm lên trên những các trang mạng xã hội, những các cái group hay là các trang rao vặt. Thứ nhất là mọi người có những nơi mọi người sẽ tốn phí, và thứ hai đó là cái khả năng mà tiếp cận đến khách hàng, cái tỷ lệ chuyển đổi như nào ạ? Rất thấp, đúng không? Còn khi mọi người đăng lên trên VuLand á, là khách hàng sẽ tự tìm kiếm tới mình. Cái này lát nữa mình nói sau ha. Bây giờ mình nói trước cái việc mà nó hỗ trợ nhà đầu tư như nào. Là thứ nhất, khi mà mọi người muốn mua bất động sản ở một khu vực nào đó, mình đơn giản là mình chỉ cần đăng những cái gọi là gì nhỉ? Cái mẫu tin nhắn lên trên trang mạng xã hội là cần tìm mua đất ở Đắk Nông, cần tìm mua đất Gia Lai, tài chính bao nhiêu đó, đúng không ạ? Thì môi giới họ gửi cho mình rất nhiều. Mình xem lô này mình lại quên lô trước rồi, mình không biết lô nào đẹp nhất, đúng không? Thì mọi người, thứ nhất là mình sẽ lưu vào đây, mình lưu lần lượt vào đây, môi giới gửi cho mình sẽ lưu vào. Môi giới gửi cho mình sẽ lưu vào. Thì lưu tại cái khu vực đó, mình sẽ lưu được rất nhiều bất động sản và mình sẽ so sánh được là trong tất cả những bất động sản mà môi giới gửi cho mình thì bất động sản nào nó đẹp nhất, bất động sản nào giá cả phù hợp nhất. Đây, giả sử như tại cái khu vực này, tại khu vực này mọi người thấy có nhiều bất động sản không ạ? Thì ví dụ như bây giờ mình đang tìm kiếm bất động sản trong khu vực này đi, thì mình sẽ nhờ môi giới gửi đất cho mình, hoặc là mình đăng những cái mẫu tin như vậy là môi giới sẽ gửi thông tin cho mình và mình lưu toàn bộ vào đây. Thì khi mà mình lưu vào, mình sẽ có một cái dữ liệu đủ lớn để mình so sánh giá là tại khu vực này cùng một con đường mà lô này đắt hơn, lô này rẻ hơn chẳng hạn, hoặc là lô này nó bị dính quy hoạch rồi hay lô này chưa bị dính quy hoạch. Ngoài việc là khi mọi người lưu vào, mọi người biết được rằng bất động sản này có dính quy hoạch hay không, mình còn biết được là lô này nó có rẻ hơn hay là mắc hơn so với thị trường, thì mình sẽ chọn ra được những bất động sản đẹp nhất. Được chưa? Đó là cái việc mà hỗ trợ cho nhà đầu tư ha. Bây giờ có thể bản thân mọi người là mình đang hoạt động ở cái cương vị là môi giới, nhưng mà khi mà mọi người hoạt động ở cương vị môi giới, mọi người cũng sử dụng VuLand được cái tính năng so sánh giá này. Bởi vì sao? Khi mà mọi người lưu rất nhiều bất động sản như này á, nó sẽ có dữ liệu để so sánh giá. Mình sẽ biết lô nào mắc hơn, lô nào rẻ hơn để mình tư vấn cho khách hàng. Và mình cũng biết được là cái lô đất này nó dính quy hoạch hay không để mình tư vấn cho khách hàng. Và có rất nhiều trường hợp là khách hàng họ đã chọn được một lô khác với môi giới ngoài rất là cũng khá là ưng rồi. Nhưng mà họ tương tác với mình, họ nhờ mình check quy hoạch. Rồi mình check ra là thấy lô đất đó ok, không dính quy hoạch. Nhưng mà xung quanh những lô đất này trong vòng bán kính 1 km thôi, rất nhiều lô khác và giá nó rẻ hơn, nó cùng một cái cung đường chẳng hạn. Thì mình có thể giới thiệu cho khách này những cái lô khác này, thì cái khả năng mà họ mua cái sản phẩm của mình có cao hơn không ạ? Ok, mọi người nắm cái ý nghĩa này nha. Nghĩa là khi mọi người lưu ra cái dữ liệu càng lớn thì mọi người sẽ có dữ liệu để so sánh giá càng nhiều. Đây mọi người thấy không ạ? Tại một khu vực này có rất là nhiều những cái điểm chấm 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 này. Ở đây nó sẽ có những điểm màu khác nhau. Thì cái này mọi người có cái bảng mà bảng màu đã được gửi ở trong group soi quy hoạch đó, mọi người vô xem ha. Tại thì tại những group này thì khi mà mọi người quan tâm tới một bất động sản nào á, mọi người chỉ cần bấm vào đó thôi, bấm vào bất động sản đó thì sẽ liên hệ được tới cái người đăng của bất động sản này. Cái này lát nữa mình hướng dẫn sau ha. Cái này là cái phần mà liên hệ tới cái người đăng rồi cách tương tác như nào thì lát nữa mình hướng dẫn tiếp theo nha. Rồi ý nghĩa thứ hai của việc mà mọi người lưu bất động sản lên trên VuLand á là giúp cho các anh em môi giới có thể tìm kiếm khách hàng.
giống như vừa rồi có nói là mọi người đăng trên các trang rao vặt, mọi người phải trả phí để ghim tin, đúng không ạ? Rồi mọi người đăng trên các trang mạng xã hội, các group đăng bán bất động sản thì mọi người đăng tràn lan như vậy, nhưng mà mọi người rất dễ bị trôi mất tin đi, và mình rất mất công đăng đi đăng lại nhiều lần, đúng không ạ? Và cái khả năng mà tìm kiếm được khách hàng cũng thấp. Rồi mọi người đăng vào các group Zalo thì nó bị trôi tin nhắn là thứ nhất, và thứ hai là những cái group mà nó không đúng nội dung thì mình bị mời ra khỏi nhóm, được chưa? Còn khi mà mọi người lưu bất động sản ở trên này, mọi người lưu bất động sản trên này ha, thì khách hàng họ vô Google, họ sẽ tự thấy được những bất động sản này. Giả sử khách hàng họ vô Google để kiểm tra quy hoạch ở tại khu vực họ sinh sống, như là ở Bắc Giang chẳng hạn, và sao ạ? Họ thấy được rất nhiều sản phẩm, rất nhiều bất động sản hiện ra cách cái khu vực, cách cái vị trí họ check quy hoạch trong vòng bán kính 1 km, nó sẽ hiển thị ra hết tất cả những bất động sản mà đang rao bán trên Google ở khu vực đó. Thì sao ạ? Thì họ sẽ tương tác với, họ sẽ liên hệ tới cái người đăng những cái lô đất đó lên, thì cái khả năng mà bất động sản của mình được bán nó sẽ cao hơn, đúng chưa? Đúng hơn là khi mà mình đi đăng ở trên các trang rao vặt đó, mình không trả phí là nó sẽ bị trôi đi ở đâu đó. Nên là mọi người chỉ cần lưu ý như này, mình đăng càng nhiều bất động sản lên trên website Google thì cái khả năng mà mình tìm kiếm được khách hàng sẽ càng cao. Nghĩa là ví dụ khách hàng họ vào, mình chỉ có một lô đất duy nhất thôi mình đăng lên trên Google này, thì khi mà khách hàng họ truy cập vào Google á, thì cái tỷ lệ mà khách hàng họ chạm tới cái lô đất của mình thấp, đúng không ạ? Còn khi mà mình đăng rất nhiều sản phẩm lên trên này, ví dụ anh hoạt động ở quận 12, ví dụ trong một cái phường nhỏ đó thôi, anh nắm hết tất cả những bất động sản trong phường đó và anh đăng hết lên trên này, thì khi khách hàng họ vô, họ tìm kiếm bất động sản trong cái khu vực quận 12 ở trong cái phường đó chẳng hạn, thì kiểu gì cũng sẽ dính cái lô của mình, đúng không ạ? Rồi đó là việc mà khi mọi người đăng càng nhiều cái sản phẩm mà mọi người được bán, khả năng mà sản phẩm mọi người được bán càng cao ha. Một ngày á, cái tỷ lệ mà khách hàng truy cập vào Ulen thì dao động từ khoảng 30 đến 40 nghìn. Thì theo mọi người nghĩ là trong 30 đến 40 nghìn lượt truy cập đó có khách hàng không ạ? Thực ra là đó là tổng lượt truy cập là 30-40 nghìn, đó thì cũng sẽ có cả môi giới, đúng không ạ? Có môi giới, có khách hàng vô tìm kiếm, thì tỷ lệ mà khách hàng ở trong đó nó chiếm khoảng tầm 50%. Cái này Google đã thực hiện cái bài test, tức là trong những cái tài khoản mà khách hàng họ vô comment hỏi vào lô đất, khi khách hàng họ vào đăng ký thì họ sẽ có cái phần là đăng ký tài khoản hoặc là khách hàng hoặc là môi giới, đúng không ạ? Thì Google đã test là trong những cái người hỏi tới lô đất có cả môi giới và có cả khách hàng, 10 người, thì trong 10 người đó là có đến 8 người là khách hàng và 2 người là môi giới. Nên là mọi người thấy là cái tỷ lệ khách hàng mà họ tìm kiếm bất động sản rất là cao. Có nhiều khách hàng họ đã mua bất động sản với Google rồi. Họ đã mua bất động sản Google rồi ha. Thì Google có hỏi là làm sao mà họ biết tới Google, thì họ nói là tìm đất ở trên Google thôi. Họ tìm đất trên Google thì tự dưng họ thấy Google, xong rồi họ vô thì cũng thấy những cái sản phẩm mà Google đang bán. Rồi họ tìm, họ cũng lọc những cái khu vực mà họ đang quan tâm và cuối cùng là họ chọn được sản phẩm ưng ý. Nên là mọi người lưu ý là mình càng đăng nhiều sản phẩm lên đây thì sản phẩm của mình càng dễ được bán đi. Rồi, môi giới đăng hay kê giá hả? Mọi người thấy cái giá trị cốt lõi của Google không ạ? Đâu nhờ? Thông tin thật, giá trị thật, đúng không ạ? Là tất cả những cái thông tin sản phẩm mà mọi người đăng lên đây, và từ trước đến nay là những cái thông tin mà Google đăng lên trên này là thông tin thật. Còn hiện tại là Google đang mở ra cái khu vực mà gọi là hai khu vực, là khu vực Google đang kinh doanh và khu vực Google chưa kinh doanh. Khu vực Google chưa kinh doanh ha. Đối với lại khu vực Google đang kinh doanh thì tất cả những anh em nào mà đăng bất động sản lên trên web này là thông tin phải hoàn toàn chính xác và sẽ có bộ phận kiểm duyệt. Còn những cái khu vực mà Google chưa kinh doanh á, là mọi người đang bán tự do, nên là anh em thấy là bữa giờ mình vẫn check ra là có vài lô bị kê giá ở trên Google, đúng không ạ?
Thì do là những khu vực đó hiện tại là Wulen chưa kinh doanh, anh em vẫn hoạt động tự do bình thường. Mọi người đang sử dụng Wulen như là một cái công cụ tích hợp, bao gồm là mọi người có thể vừa soi quy hoạch được, vừa có thể đăng bán được ở trên này. Thì ví dụ như là sau khi mà mọi người tham gia những cái lớp mà công nghệ hay là lớp mà hội nhập của Wulen á, mọi người cảm thấy là Wulen phù hợp với hướng đi của mình, thì mình có thể đăng ký trở thành những trưởng nhóm, những quản lý khu vực tại cái địa phương của mình nha. Mọi người tại cái địa phương của mình sẽ lập ra những nhóm là anh em Wulen. Thì lúc đó mình sẽ tập hợp các anh em Wulen lại, sau đó mình phát triển trước hết là mình phát triển thành một nhóm trước. Sau đó mình có thể phát triển thành một văn phòng đại diện của Wulen, hoặc là phát triển thành một cái chi nhánh của Wulen. Có rất nhiều anh em là tuần vừa rồi là có anh Kiên ở Quảng Ninh đúng không ạ? Anh Kiên đã bay vào tận đây để trao đổi trực tiếp với ban giám đốc về việc là thành lập những cái nhóm anh em ở Wulen ở Quảng Ninh. Đó. Ở trước đó thì có Wulen Tây Ninh này, Wulen Phú Quốc, Wulen Đồng Tháp. Đó, có rất nhiều anh em tại các khu vực đã thành lập ra các chi nhánh và văn phòng đại diện rồi. Rồi. Ở đây á, cái việc mà lưu bất động sản còn cái ý nghĩa nữa, đó là giúp cho những anh em mà môi giới mới vào nghề á, anh em môi giới mới vào nghề nha. Anh em mà làm nhiều năm thì ông nói rồi, anh em mới vào nghề thì có sản phẩm rất là ít. Có sản phẩm rất là ít. Mình nắm trong tay là 5-10 sản phẩm, có anh em nhiều lắm 100 sản phẩm. Đúng không ạ? Trong khi là khách hàng tìm kiếm bất động sản thì có. Ví dụ như là mình ở Củ Chi. Bây giờ khách hàng của mình ở Củ Chi tìm đất rất nhiều mà mình lại không có đất. Thì sao? Mình sẽ vô Wulen và mình tìm kiếm những bất động sản tại cái khu vực mà mình đang tìm kiếm bất động sản đó. Ví dụ như bây giờ anh em hoạt động ở Bình Dương, Bình Phước, mà ở khu đó mình đang nắm ít đất quá, mình mới vào nghề thôi, mình chưa có liên hệ được chủ nhiều, mình chưa có nắm nguồn nhiều đúng không ạ? Thì mọi người đơn giản là mình chỉ cần lên trên website Wulen này, mọi người lên bản đồ quy hoạch, mọi người thấy tràn lan đất reo ạ. Thì ví dụ mình sẽ tìm kiếm tới khu vực Bình Phước mình đang hoạt động. Mình tìm kiếm tới khu vực Bình Phước mình đang hoạt động ha. Rồi cô tìm thêm ở chỗ huyện nào, ở quận nào chẳng hạn. Thì mình sẽ tìm ra những bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách mình. Ở trong cái mục mà lọc nhà đất ha, lọc nhà đất thì cái này lát nữa cuối buổi hay hướng dẫn mọi người cách lọc nha. Mình sẽ lọc nhà đất là bây giờ mình lọc ra được 50 lô hay là 100 lô ở khu vực này phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Thì đơn giản thôi, sản phẩm đó mọi người không nắm nhưng mà mọi người vẫn hoàn toàn có thể bán. Nó hay ở chỗ này, nghĩa là bây giờ mình anh em môi giới ở bên ngoài á, thông thường mọi người làm thủ công như nào ạ? Đăng lên trên những cái group Facebook, Zalo kêu là bây giờ em có khách ở khu này. Anh em môi giới có thì kết nối đúng không? Anh em môi giới nào có đất ở khu này kết hợp. Thì thay vì mọi người phải đi tìm kiếm một cách thủ công như vậy á, Wulen đã gom rất là nhiều đất ở đây. Rất nhiều anh em môi giới ở Bình Phước đã đăng đất lên đây rồi. Mọi người chỉ việc là mình tìm đất tới khu này, tới lô này, mình thấy lô này ok, mình bấm vào lô này thì nó sẽ hiển thị ra. Nó ra bên cạnh này. Thì mọi người đơn giản thôi, mình bấm liên hệ này là mình sẽ gọi cho người đăng là bây giờ mình đang có khách tìm mua ở đây, mình thấy lô đất của anh phù hợp thì anh em mình kết hợp chẳng hạn. Có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, ông này là chính chủ, tức là người đứng tên sổ là chủ nhà luôn nha, là chủ nhà chủ đất luôn. Thì đơn giản rồi, mình nói là bây giờ mình đang có khách tìm đất ở khu vực này, bây giờ mình kết hợp mình lấy căn nhà này của họ mình bán. Và mình sẽ đàm phán hoa hồng với người chủ nhà này rằng là nếu mình bán được lô này thì mình được nhận hoa hồng bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu đó. Được chưa ạ? Còn trường hợp thứ hai đó là ông gửi này á, ông đang đất này là môi giới. Thì đơn giản thôi, mình liên hệ tới ông môi giới này và mình tương tác rằng là bây giờ mình có đất, mình có khách. Còn ông nắm chủ. Đúng chưa ạ? Ông nắm chủ còn mình nắm khách thì mình sẽ kết hợp với nhau rồi hoa hồng ăn chia như nào thì hai người tự thỏa thuận với nhau. Được chưa? Còn ăn chia như nào thì hoa hồng tự thỏa thuận nha. Ví dụ như bây giờ 50-50 đi, hoặc là bây giờ tôi kiếm khách miệt hơn thì tôi lấy 70 chẳng hạn. Thì cái này mọi người sẽ tự thỏa thuận với cái người môi giới mà đăng lô đất đó lên nhá. Đó là cách mà để mọi người liên kết với môi giới ở những cái khu vực mà mình đang hoạt động mà mình chưa nắm sản phẩm. Rồi ở đây nữa là có những anh em á, là mình không chỉ muốn dừng lại ở việc mình là môi giới mà anh em sẽ nghĩ lớn hơn là mình muốn mở cái văn phòng môi giới hay là mình muốn phát triển một cái công ty, một cái chi nhánh, một cái công ty chẳng hạn. Thì anh em có thể tập hợp anh em môi giới trong cái khu vực
mình hoạt động. Đây ví dụ anh em hoạt động ở trong khu vực Bình Phước thì anh em có rất anh những anh em môi giới á, đã đăng sản phẩm lên khu vực Bình Phước rồi, thì mình có thể vô những sản phẩm này mình liên hệ với anh em môi giới này. Thứ nhất là để kết hợp bán sản phẩm và thứ hai là tập hợp các anh em môi giới lại. Dạ, mọi người thường thì mọi người hoạt động là mình hoạt động mà môi giới bất động sản đó, mình sẽ làm theo đội nhóm là chủ yếu. Còn những anh em mà kiểu bán dự án thì anh em có thể hoạt động một mình. Còn đa phần anh em môi giới bất động sản thì sẽ kết hợp ăn chia rồi hỗ trợ lẫn nhau. Thì bây giờ thay vì mình đang hoạt động một mình sẽ kết hợp tất cả các anh em trong khu vực lại, mình gom lại, mình tạo thành một cái khối. Tức là sức mạnh của nhiều người thì nó sẽ mạnh hơn một người, đúng không ạ? Thì mình sẽ gom tất cả những anh em trong khu vực đó lại, tạo thành một khối, một nhóm tại khu vực Bình Phước chẳng hạn. Thì lúc đó những anh em sẽ cùng nhau phát triển sản phẩm lên, rồi cùng nhau phát triển ra những, tìm kiếm ra những anh em khác trong cùng khu vực, và mình sẽ phát triển thành những cái văn phòng hoặc là những cái công ty. Rồi, cái này hay nhưng mà Hoa Hồng tính sao ạ? À, đối với Hoa Hồng nha, thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mà khu vực mà Gulen kinh doanh á, thì sẽ có Hoa Hồng cụ thể cho anh em chuyên viên, và nó sẽ có trong cái phần mà bảng phí Hoa Hồng của anh em môi giới. Mỗi anh em mà đã là hoạt động trong khu vực mà Gulen kinh doanh thì sẽ phải trải qua những cái phần là tham gia những lớp đào tạo chuyên sâu của Gulen, rồi đào tạo hội nhập, đào tạo những cái công nghệ mà sử dụng nội bộ. Và khi mà mọi người tham gia đầy đủ những đào tạo đó, anh em được phân quyền lên chuyên viên thì sẽ thấy được những cái bảng phí môi giới nha, thấy được những cái bảng phí môi giới tại mỗi bất động sản. Tức là tại mỗi bất động sản đó anh em bán lô này em được bao nhiêu tiền thì sẽ có cụ thể. Đó là tại khu vực mà Gulen đang kinh doanh. Nên là những anh em nào mà đang hoạt động ở khu vực mà Gulen kinh doanh á, mọi người sẽ không đăng sản phẩm lên được. Bởi vì mình đang là thành viên tự do, mình đang là môi giới ngoài, mình sẽ không đăng lên được. Nếu mọi người muốn đăng bán sản phẩm lên trên Gulen thì mọi người phải hợp tác với Gulen. Đó là tại khu vực mà Gulen đang kinh doanh nha. Nên là anh em có một cái ưu thế như thế này, là mọi người là những người đi đầu. Mọi người là những người đi đầu ha. Hiện tại là khu vực Gulen kinh doanh thì đang còn khá là ít. Thì anh em, ví dụ anh em ở Gia Lai đúng không? Anh em ở Gia Lai, ở Đắk Lắk, ở Khánh Hòa gì đó. Thì những khu vực đó Gulen chưa kinh doanh, mình là những người đi tiên phong, mình sẽ tập hợp anh em tại khu vực này, mình mở văn phòng đại diện hay mình mở chi nhánh, thì cuối cùng mình sẽ là người quản lý khu vực của Gulen đó, Gulen của khu vực đó. Thì sau này những anh em khác mà muốn đăng bán vào khu vực đó phải thông qua mình, phải liên hệ với mình, phải hợp tác với Gulen hoặc phải trở thành nhân sự và trở thành anh em chuyên viên của đội nhóm mình. Được chưa ạ? Đây là mọi người thấy được cái ưu thế của mình nếu mà mình là người đi tiên phong tại những cái khu vực mà Gulen chưa kinh doanh ha. Còn hiện tại thì nếu mà những khu vực Gulen chưa kinh doanh, Gulen không thu bất cứ một cái phí nào cả. Không thu một bất cứ một phí nào cả ha. Gulen tạo ra cho mọi người một cái nền tảng mà mọi người sử dụng tích hợp, bao gồm cả việc mà check quy hoạch và cả việc mà đăng bán hay là quản lý sản phẩm ở trên này mà không thu một đồng nào hết. Anh em tương tác tự do. Ví dụ anh em ở Lào Cai, ở Yên Bái, Gulen chưa có kinh doanh ở khu vực đó, anh em vẫn có thể đăng bán tự do lên trên này. Truy cập ngay vào group Zalo để nhận ngay lịch học miễn phí ngay hôm nay, hoặc liên hệ số hotline 0938593924 để nhận ngay lịch học.